Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lăng Răng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Lâu lắm rồi thì em chưa có bán lẻ năm cánh trắng Phú Thọ nhé mọi người. Bữa giờ thì đa số toàn bán lô không. Thì hôm nay thì có hai cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ này thì em sẽ bán lẻ từng chậu cho các bác anh chị. Chúng ta không có điều kiện nhiều tiền để ôm lô thì chúng ta có thể là mua lấy một hai chậu để chúng ta sưu tầm làm giống nhé. Và hai cái chậu này thì là hai cái chậu cực kỳ đẹp luôn và đã hoa tại vườn rồi, nên là các bác anh chị về cứ yên tâm chăm sóc làm kinh tế nhé. Bên em sẽ bảo hành tuyệt đối cho đến khi ra hoa nha. Rồi đầu tiên là cái chậu thứ nhất. Chậu thứ nhất đây thì cái độ dài của cái thân mẹ đây nè. Thân mẹ đây thì nó gồm thân mẹ và thân tơ đang lên đang đi nhé mọi người. Thân mẹ đây thì dài 9 cm, còn cái mầm gốc đang đi này thì cũng gần được 9 cm rồi mọi người. Nói chung là nó cũng đều đều nhau, thì tính ra nếu cả hai thì nó cũng rơi vào tầm cỡ để coi 9 với cái thằng này cho tầm cỡ 7 đi là cũng 16 cm rồi nhé mọi người. Đó, và đây mọi người xem cái mầm mầm thân năm ngoái của nó nè, thì nó đã nhú lên được mấy viên bi rồi nè, một viên bi nè, hai viên bi, ba viên bi. Đó, tức là nhú ba cái hột gạo. Ba hột gạo này tức là sao? Tức là nó sẽ có ba cái cây để cho các bác về chị về chúng ta chăm, chúng ta có thể là ươm cây kích cây làm kinh tế nha. Cứ sau này mọi người ươm lên cứ một cây mọi người bán 3-4 triệu là bay vào vèo thôi nha. Rồi cùng với cái mầm gốc cực kỳ lực luôn mọi người. Mầm đây thì đi đến cuối năm mọi người chăm chắc cũng cả mét á. Rồi cái chậu này thì có giá là 12 triệu rưỡi nha mọi người, 12 triệu rưỡi cho chậu này. Bác nào mà mua thì liên hệ em nha. Nay em có đúng hai chậu thôi. Rồi, chậu thứ nhất. Tiếp theo là sang chậu thứ hai. Chậu thứ hai cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây mọi người xem. Thằng này thì nó chưa có nhú hạt gạo ra, nhưng mà về chăm ít bữa nữa nó cũng nhú ra thôi mọi người. Bác anh chị chúng ta có thể là phun di xanh, hoặc là chúng ta kích thẳng kích cây pro lên, chấm vào thân thì nó sẽ ra thôi. Và đây mầm gốc cũng cực kỳ lực. Cái thằng này á, thân mẹ đây thì nó dài là 10 cm rưỡi nha mọi người, 10 cm rưỡi đó. Và cái mầm lở ở đây thì hiện tại em thấy nó lên được 5-6 cm rồi, tức là cũng rơi vào tầm cỡ 16-17 cm rồi nếu mà tính cả tổng ha. Thân mẹ đây 10 cm rưỡi này, thân đây cho 5 cm rưỡi nữa đi ha, là 16 cm rồi. Và giá thì cũng là 12 triệu rưỡi để cho các bác anh chị chúng ta có nhu cầu sưu tầm năm cánh trắng Phú Thọ cây lẻ. Chỉ có hôm nay em bán cái lẻ thôi nhé mọi người. Còn bình thường em bán lô mà. Bác nào thích mua lô thì tí nữa em giới thiệu cho một lô các bác anh chị sưu tầm. Rồi, đây, về mọi người kích 1 2 3 tầm 3 4 cây là mọi người hồi vốn rồi ha. Có lời luôn rồi. Chưa kể là mầm gốc đây cực kỳ lực nha, mầm gốc đây là cả mét nhé mọi người, chăm cuối năm đi cả mét cho xem. Rồi hôm nay hai chậu thì mỗi chậu giá 12 triệu rưỡi nha. Chậu số 1, số 2. Rồi. Chọn cây chọn giống. Và phía bên đây thì em có ba cái lô năm cánh trắng Phú Thọ. Các bác anh chị nào chúng ta thích sưu tầm nguyên lô chúng ta mua. Thằng này thì cứ đây mọi người xem. Nếu mà các bác anh chị mua từng lô đây này thì cứ giá 1,5 triệu thì kéo thước thôi. Cứ quên 1,1 triệu nha, 1,1 triệu thì bác nào mua thì em sẽ kéo thước thôi nha. Nó có một lô này, hai lô, ba lô, các lô thì đều đang lên mầm gốc và lan lên cây nhú cây rất là nhiều nè mọi người, thấy không? Xem không? Đó, đó. Đây, cứ 1,1 triệu nha mọi người. Đó. Người mua thì em kéo thước thôi. Đây, đó, nhú cây rất là nhiều nè. Này các bác chị nào mua về làm kinh tế thì khỏi phải nói ha. Bác nào mua thì liên hệ trực tiếp với em, thì em có ba lô, thích ôm ba lô cũng được, hoặc là mua từng lô riêng cũng được ha. Coi đọc lô số 1 nè, lô số 2 nè, lô số 3, mỗi lô thì đều là 4 cây nhé mọi người. Bác nào mua thì kéo thước thôi. Đây. Rồi, rồi, mọi người mua liên hệ em nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các loại lan đột biến tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì cách trồng, cách chăm sóc lan đột biến thì em cũng có nhiều clip rồi. Thì mọi người về chúng ta làm cái giàn cho nó thoáng, đẹp, đầy đủ nắng tí hả? Chịu khó chăm bón rồi tưới phân bón lá, phun phòng các kiểu là cây nó khỏe đẹp thôi mọi người. Nói chung cũng dễ lắm. Trồng này thì gọi là nó chăm chút hơn lan rừng tí thôi, chứ thực ra là mấy cái cây này thì toàn là hàng tuyển, nên là cái giống nó về mọi người chăm khỏe, nó làm cây, làm đồ nó nhanh lắm. Rồi cả kiếm cả đô nhé mọi người. Kiếm thì trồng càng khỏe hơn giả hạt nữa. Kiếm thì nó khỏe, đẻ tuy nó đẻ chậm hơn giả hạt nhưng mà giữ giá rất tốt. Dễ trồng, dễ chăm sóc, ít bệnh tật. Rồi hôm nay thì có Phú Thọ nhiêu đây thì mọi người mua liên hệ trực tiếp với em nhé. Có cả cây lẻ, hai chậu lẻ và ba cái chậu nguyên lô đây. Cứ chậu là 4 cây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ạ. Em ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Em ở thành phố Hồ Chí Minh thì bán nào ở gần thành phố tới vườn lấy luôn càng tốt ha. Địa chỉ
73 Nguyễn Trường Tộ, phường Duy Tân, thành phố Vũng Tâm. Mọi người có điều kiện hoặc ai rảnh thì tới ghé vườn chơi, uống nước nha mọi người. Xin chào mọi người ạ.